Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Nhạt Vơ Lơ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những nhân vật trong bộ phim Vua Hải Tặc khi tham gia vào thế giới của Marvel. Họ sẽ như thế nào? Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên là Luffy trong vai Captain America. Captain Luffy là thủ lĩnh của nhóm Avenger. Từ nhỏ anh ấy đã muốn gia nhập cướp biển, gia nhập quân đội, nhưng luôn bị loại vì quá gầy gò và ốm yếu. Anh ấy được chọn để thử nghiệm dự án siêu chiến binh và được tiêm huyết thanh Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Sau khi được tiêm huyết thanh, sức mạnh, cơ bắp, sự nhanh nhẹn, trí thông minh là những gì mà Luffy không có. Đổi lại, anh ấy biến thành một người cao su với khả năng dẻo dai, lì đòn và cực kỳ tham ăn. Và thứ mà Luffy luôn mang bên mình chính là một chiếc mũ rơm. Chiếc khiên được làm từ Vibranium. Còn đây là Zoro trong vai Thor. Zoro sở hữu 3 cái búa Mjolnir được làm từ sắt vụn. Nhờ đánh răng thường xuyên bằng PS nên răng của Zoro vô cùng chắc khỏe. Anh ấy có thể cắn được cái búa trên mồm mà không sợ bị gãy răng. Nick Fury Sanji là giám đốc của SHIELD với khả năng nhìn đời bằng một con mắt, bởi vì mắt trái của anh ta đã bị chốt. Nick Fury Sanji là một người đẹp trai, lịch lãm và vô cùng mê gái. Anh ta không dùng tay để đánh nhau mà chỉ dùng chân để đánh nhau. Những đối thủ bình thường thì anh ta sẽ dùng hai chân để đánh, còn những đối thủ xinh đẹp, anh ta sẽ dùng cái chân dựa để làm cho đối thủ to bụng ra. Đây là tiến sĩ Chopper, một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực sinh hóa, vật lý hạt nhân và phóng xạ gamma. Nghe được lời khuyên nhủ của khả bảnh: "Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ." Chopper đã nghiên cứu ra một viên kẹo thần kỳ. Chỉ cần cắn một viên là Chopper sẽ bị ngáo và biến thành một con quái vật siêu to khổng lồ với màu da xanh và sức mạnh khủng khiếp. Usopp hay còn gọi là Hawkeye, anh ta là một cung thủ thiên xà bậc nhất trong biệt đội Avenger. Usopp sở hữu siêu năng lực ăn tục nói phét, khiến người khác phải há hốc mồm vì những thứ mà anh ta bịa ra. Frankie Stark là một tỷ phú, thiên tài, dân chơi, nhà tư thiện nhưng không thích sao kê. Anh này đã chế tạo ra những bộ giáp cực kỳ hiện đại, có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo là Nami trong vai Black Widow. Nami là một hoa tiêu tài ba của biệt đội Avenger. Cô ta rất xinh đẹp nhưng cực kỳ mê tiền. Phương châm sống của Nami là không bao giờ bán rẻ bạn bè, mà chỉ khi nào cảm thấy được giá thì mới bán. What? Nico Robin trong vai Captain Marvel. Robin là một nhà khảo cổ học, một nhà sử học cực kỳ thông minh. Cô ăn trái ác quỷ Hana Hana với năng lực tạo ra bản sao các bộ phận cơ thể của mình ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, những bản sao đó là một phần mở rộng của cơ thể cô. Nếu như chúng bị thương thì cô ta sẽ cảm thấy đau đớn. Brooke trong vai đặc vụ Coulson. Brooke Coulson là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của SHIELD. Anh ta đã bị Loki giết hại, nhưng nhờ ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi nên anh ta đã không chết mà biến thành một bộ xương biết nói. Brooke Coulson có sở thích là ngắm quần xì của các chị em. The Falcon Marco là đội trưởng đội 1 của băng râu trắng. Sau khi ăn trái ác quỷ hệ doan thần thoại, anh ta đã biến thành một con chim nhưng không có lông. Người nhện Ace là con trai của vua hải tặc Roger. Anh ta là đội trưởng đội 2 của băng râu trắng.
anh ta có khả năng bắn ra lửa sau khi ăn trái ác quỷ Meramera no Mi. Sabo trong vai Doctor Strange. Sabo là một thành viên cao cấp của quân cách mạng. Perona trong vai Scarlet Witch. Sau khi trải qua thí nghiệm của Hydra, cô ta đã sở hữu năng lực Horohoro với khả năng điều khiển vật chất, ngoại cảm và thôi miên. Scott Leo với bộ đồ Ant-Man. Anh ta có khả năng điều khiển kích cỡ của bản thân, thích to là to, thích nhỏ là nhỏ. Đặc biệt, anh ta có khả năng điều khiển loài kiến nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Rodan đi Thanos, ông là một Titan điên với sức mạnh khủng khiếp. Người thường thì chỉ cần chơi một viên đá là đã phê rồi. Nhưng với sức mạnh trâu bò của mình thì đi Thanos có thể chơi cùng một lúc 6 viên mà không hề hận gì. Đây là Moria Venom, là một kẻ có khả năng đánh cắp và điều khiển bóng của người khác. Còn đây là Doflamloki, một kẻ vô cùng gian manh và xảo trá. Tiếp theo là một số nhân vật khác. Kuma trong vai Ultron. Crocodile trong vai Winter Soldier. Mihawk trong vai Ronan. Enen trong vai Thượng Cổ Tôn Giả. Katakuri trong vai Bảo Đời. Ê nhầm, Bảo Đen. Làn da màu xanh nước biển của Jinbi trông có vẻ giống với Yondu. Deadpool trong vai Lo. Boa Hancock trong vai Hela. Nhấn đăng ký và bật chuông.